Vâng ạ, bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết ạ. À, biên tập viên Quỳnh Anh đã chia sẻ là miền Bắc hôm nay thời tiết rất là đẹp rồi. Thì liệu là trời có mát mẻ như là ngày hôm qua không chị? Dạ vâng, thời tiết mát mẻ ở miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong cả ngày hôm nay ạ. À, mặc dù là chỉ có một vài điểm tăng nhiệt nhưng tăng rất ít thôi ạ, khoảng 1 độ. À, như là tại thủ đô Hà Nội thì sẽ tăng từ 31 lên 32 độ. Các nơi khác như là Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Điện Biên Phủ vẫn dao động trong khoảng là từ 27 đến 31 độ. Đến với khu vực Trung Bộ thì mưa chủ yếu xuất hiện vào sáng nay ở Thanh Hóa, Vinh và mưa về chiều tối cũng như là đêm ở các thành phố khác. Các khoảng thời gian khác thì trời sẽ có nắng. Thanh Hóa là nơi mát nhất với mức nhiệt 31 độ, còn Vinh, Đồng Hới hay là Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết sẽ dao động từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên sẽ là nơi có thời tiết mát mẻ nhất cả ngày. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa vào khoảng 28-29 độ, riêng với Đà Lạt là 23 độ. Còn ở Nam Bộ, dự báo hôm nay số giờ nắng sẽ kéo dài hơn ạ, tới 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà thời tiết cũng sẽ nóng hơn. Tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc là 33 đến 34 độ. Cần Thơ và các nơi khác của miền Tây thì sẽ dao động từ 31 đến 32 độ ạ. Vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi.